năm nay là em từ tháng 1 2018 năm nay là em bị sốt sốt về chiều, là lúc ngày nào sốt tầm khoảng 39-40 độ trong vòng 2 tháng, mà lúc nào sốt là em là nằm ở bệnh viện thành phố Hà Tĩnh. Nếu người nào ở Hà Tĩnh thì được biết, và em đã được bác sĩ ở đó truyền rồi là cho uống thuốc các kiểu mà không được, chuyển sang bệnh viện lão phổi của tỉnh Hà Tĩnh. Thì là lúc ấy là bác sĩ kết luận là em dương tính với HIV, là nằm ở giai đoạn cuối cùng rồi, là đã chuyển sang hết rồi. Mẹ mà mẹ cũng giấu, là sao mẹ em xin được về nhà, là để nếu mà thật sự mà nói, nếu mà mẹ em nói là nếu mà chết thì có chết ở nhà nhưng không phải là chết ở trong bệnh viện, thì em cũng chưa biết. Thế là về nhà thì em được mẹ là cho ngậm sấm rồi các thứ, thì em là ổn lên được 1-2 ngày thì em có xuống bệnh viện Bà Lá của Vinh này để kiểm tra, thì em cũng nhận được kết quả là dương tính HIV. Và trung tâm ở ngoài cái xã đối mà em không nhớ địa chỉ, và cũng nhận kết quả như thế, thì em cũng đi lấy thuốc ở trên bệnh viện Tây Bắc ở Bà Nhé. Thì người lúc đó của em chỉ còn 35 cân, và ăn uống thì mẹ phải giúp cho ăn và không thể làm, không làm cái gì được nữa rồi, là chỉ có nằm chờ chết. Tại vì là lúc đó thì em muốn chết thật nhanh để cho bố mẹ người thân em đỡ khổ hơn. Thì cái cơ duyên mà em biết đến cái sản phẩm này thì em trai của em mất tiếc là có mang về một hộp bây giờ như anh ta có nói ấy, là em chưa biết là cái đó là cái gì cả, chưa biết có ngoại dung chứ không phải là đưa về để dùng. Thì là về nhà thì nghe mẹ kể như thế thì em thái của em là đưa cho em dùng thử. Lúc ấy là em cũng liều, đánh liều tại vì lúc ấy em không có gì để mất nữa rồi, thì đánh liều thì em dùng thử 3 ngày đầu thì chưa thấy một cái vấn đề gì cả. Tại vì lúc ấy là người em quá mệt rồi, bắt đầu đến ngày thứ 4 thì nó chuyển biến, là bắt đầu mình đi tiểu tiện làm dậy như thế đầu óc sảng khoái, dậy là đỡ nhức đầu hơn. Và 15 ngày sử dụng, 6-15 ngày sử dụng thì em có thể là bắt xe đi ra Hà Nội đi một mình ấy, là tự đi ô tô một mình ra ngoài Hà Nội để tham gia cái nhóm ngoài Hà Nội. Và hiện tại bây giờ thì em đã dùng được cái hôm thứ ba em mới dùng được có 3 gói, mà một ngày thì em chỉ dùng 1 gói. Thì hiện tại bây giờ là em đã tăng lên được 16 cân, từ 35 cân ngày nay lên được 16 cân. Thì em cũng qua đây thì em cũng cảm ơn tất cả các anh các chị. Người đầu tiên em cảm ơn nhất là em gái của em, và cảm ơn tất cả các anh các chị, và cảm ơn tất cả mọi người đã giúp cho em để tìm lại được cuộc sống của em. Và em cũng mong muốn là em được đi chia sẻ những người cùng với hoàn cảnh của mình em để tìm lại, có thể tìm lại được cuộc sống của mình em. Thì bây giờ em đã từ đó bây giờ em đã đi trải nghiệm nào chưa? Em ngày 11 tháng 12 là tháng 12 vừa rồi đấy, là em có lịch đi lấy thuốc hàng tháng, thì em cũng đi xét nghiệm lại, thì bác sĩ cũng nói cũng
nhiên, tại vì là từ em đang điều trị ở giai đoạn 4 mà tự nhiên như lại về cái phác đồ đầu tiên thì bác sĩ cũng lạ, em cũng em chưa biết là giải thích như nào cả. Thì em phải đưa một gói cho anh bác sĩ. Em phải hỏi là bây giờ anh là bác sĩ thì anh hiểu biết nhiều, thì anh thử tìm hiểu xem là ở trong này có những cái chất gì, có những cái gì giúp em cải thiện cái thể trạng mà bây giờ hiện tại được cái bệnh lão hành của em đã bị trở về ở gì, rồi là cái bệnh phổi, rồi là bệnh dạ dày cũng trở về ở gì hết, chỉ có nếu cái bệnh hát được về thì em đã cải thiện được 60% sức khỏe là từ giai đoạn bốn cho đến giai đoạn một là giai đoạn thứ sáu. Thì bác sĩ ấy cũng chưa có câu trả lời là ở đáng kể là có những cái gì cả. Em đang mong chờ là hôm nay là ngày 10 là ngày mai là em có lịch ra xét nghiệm lại lần nữa, là em sẽ đi xét nghiệm lại lần nữa để xem lên kháng thể lên trả lời mình thế nào, hồi phục thế nào. Và em cũng mong muốn là những trước hết là những bệnh nhân giống như em, sau là những các cô di chú bác mà gặp phải những bệnh mãn tính mà là cái cùng tìm được cái sức khỏe và tìm được cái niềm vui giống nhé. Cảm ơn anh nhiều. Rồi cảm ơn. Bây giờ cái gì này? Bây giờ em hỏi cái gì này? Bạn bao tuổi đây? Dạ em năm nay em sinh năm 86. Anh tên em tuổi em nói anh này. Anh có một cái tự tin, anh đầu tiên anh muốn khỏe, anh muốn trở lại cuộc sống bình thường, anh phải tự tin vào bản thân mình trước. Anh về lúc nào buổi sáng này công việc của anh em này, em có một cái mà gọi là